Đây là cái hoa cà rốt này. Hoa này tỉa đẹp quá các bạn. Mà chị ơi, đi lên tới. Hoa này em tỉa thế này ạ. Cái này còn nhất. Đào viên đây cho thử cảm quan đi. Dạ vâng ạ. Xem. Nhìn màu sắc đẹp đúng không? Em ơi. Cái này ăn gì ạ? Nào vỗ tay cho tôi cái nào.